lâu lâu bị chồng ơi, tao cứu vợ chồng ơi. Chồng ơi, sao chồng lại ép vợ như thế này? Bố ơi, là xưa là Hiền ở Sài Gòn là chơi con, xong rồi con thấy nhà con một đã đâu rồi, nên con cho Hiền về cưới vợ. Thì bây giờ Hiền có vợ rồi, cũng đẻ được đứa con rồi, bây giờ con xin phép bữa nay con lấy Hiền là về lại được không ạ? Được. Chứ bây giờ tất cả bây giờ cháu mình cũng có rồi đúng không? Thì bây giờ trả Hiền lại cho con chứ, con hy sinh quá nhiều rồi. Đã hy sinh nhiều vì chuyện chúng mày. Sao mình thấy được không? Được. Sao mình thấy bếp vậy? Được mà có bị rén. Dạ cái này con uống với bố rồi, con xin phép tí con rước chồng con về Sài Gòn lại ạ. Rồi chó rồi chết con rồi. Rước đi. Uống vậy không được. Uống vậy không được. Uống vậy không được. Đâu tới cầu kỹ thuật kìa, chưa rước chồng rồi. Rồi áo hết qua trung lương mới được. Rồi rồi Sài Gòn. Mời đẹp. Mời đẹp. Cái này là con đưa chồng con vô tới phòng luôn rồi đó. Nãy chú ngoại nhận con làm con dâu rồi đó. Trời. Vậy hả? Tại trước con với Hiền ở Sài Gòn bù nhau. Vậy hả? Xong rồi con thấy Hiền nó kêu nó là con một cho nên con mới trả Hiền về có vợ. Bây giờ Hiền nó có con rồi, bây giờ con tới con giành lại Hiền được không? Dạ, là con hỏi Hiền coi. Chịu, Hiền chịu, kêu Hiền ra đây. Ai chịu? Ba là không chịu rồi đó. Đi ra ba, đi ra ba, đi ra ba, đi ra ba. Ba nó chịu con làm con dâu ba. Ra đây chồng ơi. Ra đây. Giờ đây giờ có ba mẹ nè, có phải trước mình chưa? Còn không? Trả lời. Đúng rồi đó. Vậy giờ tính lại vậy có nghĩa là con là vợ lớn. Ờ, giờ mẹ có đồng ý mối lương duyên này không? À, chơi luôn. Chơi luôn. Chơi luôn. Tại tại làm Hiền. Đó, tại Hiền là con một cho nên con thấy tội nghiệp con cho đi có vợ. Mẹ em có cháu rồi bây giờ cháu trai nữa thì rồi quá rồi. Mẹ mẹ ơi con giờ con chuẩn bị về Sài Gòn á, mẹ có gì cho con mang lên không? Chứ sáng giờ con ăn uống được gì đâu, nổ. Nhưng qua đang ngủ với chồng cũ con, nó gọi nó mời đi ăn thôi nơi con của nó. Là đứng dậy phải đi mượn xìm đó. Mượn xìm hôm nay đi mà nãy giờ ăn uống được gì đâu. Giờ con đi đâu đi vợ. Vậy bây giờ mẹ cho gì cũng lụm đó chứ con phận con dâu mà. Rồi mình xuống có gì không cho con xin bà con xin tới 7-8 đứa con ở nhà nữa. Ngủ đi thôi, giờ có gì đi cho heo mấy ông cái cao nhẹ ra. Được, 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 được. Cái đó là con chắc chắn mới mang về rồi. Giờ có gì cho con, nhà mình trái cây đồ gì nhiều không? Có đồ xào bằng đồ đó còn cho con không chơi, cho đồ xào bằng đồ cũng được. Đây, đi, đi xuống tiền xào bằng. Đi mẹ ơi, có gì cho con đem về đây nè. Bánh bông lan này là của con nè. Con một phần bún nha, cho con phần bún nha chị bảy. Heo quay cho con nguyên cái đầu, con tới 7-8 đứa con ở nhà lận. Con có đúng rồi, cái này nữa luôn. Con có thằng chồng lớn ở nhà nữa. Số con nó trung chuyên lắm, nhiều chồng nhiều con lắm mẹ ơi. Xe con đi 7 chỗ rộng lắm, có thể lấy hết phần này cho con cũng được mẹ. Chè nữa. Dạ có chứ, có cái gì lấy hết, xe con 7 chỗ, 14 chỗ, rộng lắm gì ạ. Ơi con, mẹ đây nè, xin lời mẹ ẵm con về Sài Gòn luôn nha. Xin lời về Sài Gòn với mẹ nha. Nope. Đây nha, gái của mẹ. Ui. Xin lời về Sài Gòn với mẹ nha con. Rồi, thì cái mời khách kiếm cùng mất chồng mất con luôn. Tự nhiên đó vợ nhỏ ghê. Gà lòn tao lắm.